Trời ơi trời, ông bà xưa ta nói đúng quá. Trẻ cậy cha, nhà già cậy con. Tự nhiên là cha mẹ được hưởng phúc lộc của con cháu. Coi đâu cái chuyện này là bổn phận làm con nên làm mà ba. Dạ, trả hiếu với ba má là chuyện con nên phải làm thôi. Tốt đó con, đạo lý của con người của mình là vậy đó. Dạ. Phải nhớ ông bà cha mẹ là trên hết. Dạ. Đúng không? Có ông bà cha mẹ mới có mình anh người. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ sao ạ? Bữa nay sao con cho ba má tiền gì quá vậy? Dạ, cũng không nhiều đâu, cũng chỉ là một phần thôi à. Thì con chích ra một phần trong tiền lương của con thôi. Tại dạo này công ty làm ăn cũng được. Dạ. Công việc tới liên tục. Làm mỗi tay luôn mà. Ừ, quá tốt. Quay. Dạ. Anh nói nè, lúc này em làm ăn được. Dạ làm ăn được. Tiền bạc dư giả. Cũng nhiều nhiều. Ê, nói nghe nè. Anh muốn nhắc cái này. Muốn tiền em hả? Hai. Em có nhớ không? Nhớ gì anh? Cách đây khoảng 2 năm về trước đó, ngay tại căn bếp nhà mình. Má con đem lên nè. Dạ. Dạ dưới em lên á. Má vợ con đem lên á. Ba. Hai. Em. Ừ, con. Cái cây con. Dạ. Trời, cây đâu ngon vậy? Má vợ định đem lên. Con ghê. Ừ, ngon quá. Ừ, ngọt á. Ừ. Ba. Ừ. Chuyện này muốn nói với ba mà. Nói đi, có gì đâu ngại con. Tự nhiên. Cha con mình trong nhà mà. Tự nhiên hả ba ha? Ừ. Ba có tìm cho ông mượn. Gì vậy con? Dạ. Không giấu gì ba. Con với bạn con á. Ừ. Đang hùng hạp để làm ăn nhau. Tụi con mở tiệm áo cưới. Dạ thì trong cái thời gian này thì chi phí nhiều quá đi đầu tư nữa, rồi nó bị hao hụt. Giờ con cũng bị hụt vốn ba. Không biết ba cho mượn ít tiền được không? Còn không ba hỏi má cho con mượn ít đi ba. Bao nhiêu? 100 triệu. Ừ. 100 triệu hả? Ba má đâu có của dư của để đâu mà có tới 100 triệu cho con mượn con. Má con đã rầy con rồi, con không nhớ hả? Ở rầy con không được bà đặt kinh doanh với bạn bè, bà đã rầy rồi, bà nói là làm văn phòng thì có lo làm văn phòng đi. Bà đặt kinh doanh không tới đâu, cái lỗ rã rồi cứ vay mượn tiền hoài. Hoàng. Dạ. Cho anh hỏi nè, nhưng mà cái chuyện làm ăn lần này của em á, có nghiêm chỉnh, có đàng hoàng không? Dạ dạ, dạ có chứ. Ba với anh hai em nói thiệt là rất nghiêm chỉnh luôn. Tại vì em với bạn em á, trước khi mà quyết định đầu tư cái tiệm áo cưới này á, tụi em cũng đã tìm hiểu kỹ đó rồi và cả hai cũng thích như vậy nữa. Đó, nên em quyết định là em sẽ ra đầu tư, nhưng mà không ngờ khi mà bước vô thì nó nhiều chi phí quá. Anh hai ủng hộ em, lớn rồi phải biết làm ăn. Dạ, em cảm ơn sự ủng hộ. Anh hai giúp em. Tốt quá, mượn ngay đi con. Nghe nè, anh hai không có 100 triệu tiền mặt. Dạ. Nhưng mà anh hai có cái này nè. Dạ, anh hai chuyển khoản cũng được anh hai. Anh không có tiền chuyển khoản luôn, nhưng anh có sợi dây chuyền này. Nè, thật ra cái giá trị của nó thì hơn 100 triệu á, nhưng mà coi như là anh hai cho em mượn. Mình tính với nhau 100 triệu thôi. Khi nào em làm ăn có tiền á thì trả lại anh 100 triệu coi như quề. Anh hai nói thiệt hả anh hai? Sao vậy Quang? Gì vậy? Không? Em bị gì vậy? Đúng gió hả? Lấy đồ cạo gió nghe. Em cảm. Em bị cảm. Ba ơi ba, cạo gió cho hết. Cạo gió, em cảm động quá. Em cảm động. Cảm động mà ba tưởng chú gió. Anh em mà, cảm anh động hai. Cái gì? Em cảm ơn anh hai nhiều lắm nha hai. Em có tiền em trả lại cho anh hai. Anh em như thể tay chân, dây chuyền cho mượn, nhớ đòi nghe không? Đó. Em có nhớ không? Ngay tại cái căn bếp nhà mình. Dạ. Cách đây 2 năm về trước. Dạ em cảm ơn anh hai nhiều lắm luôn á. Ừ. Lúc đó em mới ra lập nghiệp rồi. Nhờ số tiền của anh hai em mới được có thể mở được cái tiệm đồ cưới. Mà ai về đâu cũng gãy luôn. Không sao, biết không, mình có chí mình làm ăn là tốt rồi đúng không ba? Đúng rồi con. Anh hai rất là mừng. Sau nhiều năm tháng thì cuối cùng á em cũng thành công, hiểu không? Nhưng mà nè. Dạ. Dạ anh hai nói thật ra em thành công thì xui quá, anh hai thì lại bị khó khăn. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Hoàng, nếu mà em có dư giả đó, em cho anh hai xin lại số tiền mà hồi xưa anh cho em mượn. Thiệt ra thì cái sợi dây chuyền lúc đó bán ra được 100 triệu. Thì bây giờ thôi, em trả lại cho anh 100 triệu thôi. Không có tính tiền lãi, tiền lời gì hết trơn á. Trả gì 100 triệu anh hai? Lúc anh hai cho em mượn đó. Anh không nhớ gì hả? Không. Trời đất ơi, cái chuyện nó cũng xảy ra tại cái căn bếp này nè. Dạ anh hai,
Sẵn ở đây thì em cũng muốn gửi anh trước cái số tiền bữa em mượn cho, của anh á. Thì bữa em mượn anh 100 triệu, thì hôm nay em gửi anh trước 80 triệu. Anh cầm đỡ đi, còn số tiền còn lại thì để em từ từ em làm có tiền dành dụm cái em gửi lại cho anh. Nè, có đủ tiền không mà gửi cho anh? Đừng có nói là nhịn ăn nhịn uống, đưa tiền cho anh hai xong rồi bệnh á. Giữ đi. Sao đâu, anh cứ giữ trước đi. Em ơi. Anh à. Em à. Anh hỡi. Em hời. Em hỡi à. Anh hỡi hỡi. Anh ơi nè. Em hỡi ơi. Anh à. Ủa gì vậy? Quang, rõ ràng đưa em đưa cho anh mà nói gì á? Không có. Em lộn á Quang. Em trả ai hay là tiền bạc chứ, nếu mà em đã trả 80 triệu là anh đã nhớ rồi. Rồi. Anh vẫn nhớ một điều là em vẫn mượn của anh 100 triệu chưa có trả. Rồi bây giờ được rồi, ok. Lúc ok. Lúc đó có ba ngồi đó nè. Em tính nói ba luôn. Em tính nói ba luôn. Bây giờ có thể em không nhớ, anh không nhớ, nhưng mà ba có người ba ngồi đó nữa, ba chứng kiến hết đúng không ba? Đúng không? Không ba. Nhớ gì á? Ba à, số kỳ ba, số tiền lớn gì ba đó ba không nhớ là sao ba? Lâu quá rồi con. Hoàng ơi Hoàng, nó là 80 triệu. Thì 80 triệu chứ không phải 80 ngàn. Đúng rồi anh. Hay là 8 ngàn, hiểu không? Cho nên nếu mà em trả anh là anh nhớ liền. Đằng này là anh nhớ là không có. Bây giờ nè, em nói cho anh nghe, nếu như anh muốn em trả cho anh thì em trả cho anh 20 triệu nữa là đủ. Em mượn anh 100 triệu mà tự nhiên bây giờ trả anh 20 triệu. Rồi bây giờ nè, anh bây giờ cho là anh quên đi, anh mất trí cái kiểu gì đó, anh không nhớ em đã trả 80 triệu. Nhưng nếu như còn 20 triệu á, thời gian qua tính tới cái thời điểm này nè, thì cái tiền lãi á nó cũng phải hơn cái số đó rồi. Khoan, anh mới nhắc cái gì? Anh nói lãi hả? Đúng không? Anh nói lãi với em á hả? Đúng không? Trời, nè nè anh hai, anh em trong nhà nha mà nói tiền lãi em. Trong khi lúc thời điểm đó em mượn tiền của anh còn không lấy lãi của em nữa. Anh nói anh không lấy lãi mà, bây giờ anh nhắc cái vụ lãi là sao? Nè, bạn bè em mượn ngoài đường kìa, nó còn chưa lấy lãi của em nữa. Anh trong khi anh là trong nhà đó, anh nói tiền lãi với em là sao anh? Anh nói gì nghe được hả? Nè, bây giờ em khẳng định lần nữa, em còn thiếu anh rút 20 triệu nữa là thôi. Nếu như em vẫn một mực em khẳng định là em chỉ thiếu anh 20 triệu á, thì anh cho mày luôn. Anh nói gì ạ? Khỏi cần trả một đồng nữa hết. Em nhắm em lấy được bao nhiêu thì em lấy luôn đi. Em lấy gì của anh hai? Em lấy gì của anh? Ủa là sao mà? Tao có biết làm sao đâu. Thì chuyện của anh em bay. Bây giờ kêu tao cái ít tao nhớ là tao nhớ là không biết mày có trả hay không nữa. Để con hỏi qua cậu không thấy. Ừ hỏi đi. Xin chào gia đình của chúng ta. Hôm nay không biết gia đình mình thì có vấn đề gì để cùng tâm tình với quả cầu thông thái ạ? Dạ chào chuyên gia. Chuyên gia ơi, chuyên gia cho tôi hỏi là bây giờ anh em trong nhà mà mình cho vay tiền với nhau vậy đó, mình có cần phải ghi giấy nợ rõ ràng với nhau không? Chứ bây giờ rơi vô hoàn cảnh như tôi á, thật là khó xử. Thực ra là cái câu hỏi này là phải hỏi ngay từ khi mà mình bắt đầu câu chuyện mượn tiền của nhau cơ. Người ta thường nói rằng là đồng tiền đi liền khúc ruột, có nghĩa rằng là khi đồng tiền mình làm ra không những là của mình mà nó tài sản chung của cả vợ chồng, của cả gia đình, và thậm chí là sự góp sức của rất là nhiều người trong cùng một cái mối quan hệ. Tôi có nói là đồng tiền đi liền khúc ruột, có nghĩa là tiền ai cũng xót hết á. Nên vì vậy mà khi anh em mượn tiền thì có nhiều cái lưu ý mà nó khó xử hơn rất là nhiều so với người ngoài. Bởi người ngoài chỉ cần đơn giản là một cái giấy nợ là xong. Nhưng tại vì trong anh em mà mình nghĩ mà anh cho em mượn từng này, em cho anh mượn từng kia, mà đem giấy nợ ra để mà ghi thì có phải là không những các bạn đâu mà rất là nhiều quý vị khán giả sẽ thấy là ừ, nó sao mà nó mất tình nghĩa quá vậy. Tuy nhiên chúng ta phải làm như vậy, bởi vì cái gì rõ ràng từ đầu nó tốt rất là nhiều. Bạn có biết là hiện nay trong cuộc sống hiện đại này có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Trong đó có một vấn đề ở những cái số, một số vùng nông thôn khi mà được nâng cấp lên thành thị, khi mà đất từ đất ruộng, đất vườn trở thành đất gọi là đất thành thị chẳng hạn, thì bắt đầu là cái giá đất nó cao hơn. Ban đầu chỉ là 1-2 triệu mét vuông thôi thì chả ai để ý cả, nhưng đến khi nó lên cỡ vài chục triệu mét vuông thì bắt đầu nó có giá trị hơn. Và nếu cha mẹ có lỡ không may mà qua đi mà chưa kịp làm những cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, thì chính người anh em trong cùng một gia đình với nhau kéo nhau ra tòa, thậm chí là đánh nhau để mà giành miếng đất đó. Như vậy có nghĩa là cuộc sống nó có vấn đề vậy. Vì vậy câu chuyện của bạn đặt ra là một cái dấu hỏi rất lớn mà tôi nói là tất cả quý vị sẽ phải trả lời bằng giấy trắng mực đen, vì nó liên quan tới câu chuyện tiền bạc và quyền lợi, lợi ích của mỗi bên, dù đó là anh em ruột thịt hay là những người xa, hay thậm chí là cha mẹ con cái. Rồi bây giờ trong trường hợp này nè, tôi phải làm sao đây khi mà anh hai tôi cứ xem tôi như là người giật nợ vậy đó?
Thực ra là tâm trạng của bạn tôi hiểu. Cái cảm giác mà mình khó chịu nhất á, khi mà mình bị người khác nghi ngờ cái sự trong sạch của mình, thì đó là cái cảm giác rất là tồi tệ, kinh khủng lắm. Tôi đã từng trải cảm giác này, bởi vì nhiều lúc mình không làm như vậy, hoặc là mình đã làm rồi nhưng người ta nghĩ là mình chưa làm, đặc biệt câu chuyện tiền lại là nó liên quan nữa. Vì các bạn có biết là cái thứ gì mà làm cho danh dự con người ta dễ mất đi không ạ? Đó chính là lợi ích, mà cụ thể hơn là tiền bạc. Và vì vậy mà đôi lúc cũng chỉ vì câu chuyện này mà không rõ ràng ngay từ đầu, và sau đó có sự hiểu lầm, thì lập tức danh dự của mình nó bị gọi là bị hạ thấp kinh khủng. Nhưng trong lại càng quan trọng hơn là anh chị em với nhau nữa. Nhưng cái sai ở đây không phải là ở bạn không, mà cả người anh của mình nữa. Vậy thì bây giờ cái cách tốt nhất là bạn không cần quan tâm quá nhiều về câu chuyện là mình đã trả hay chưa nữa, mà các bạn phải ngồi với nhau để giải quyết xem là bây giờ chúng ta phải như thế nào. Tôi lấy một cái ví dụ, có những cái cuộc nghi ngờ nhau rồi y như bạn vậy đó, nhưng mà họ làm rất là đẹp, đó là thôi thì người ngoài đấu ai thì đấu người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đúng không? Như vậy thì anh em ngồi với nhau bàn tính thử xem là cách nào là cách tốt nhất. Tôi lấy ví dụ như là có thể là vì cái lòng tự trọng của mình có thể là trả lại cho người anh cái đôi số tiền mình đã mượn. Ngược lại, người anh có thể vì cái lòng tự trọng của mình có thể là không cần nhận nữa. Cái điều này hoàn toàn xảy ra. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều là dù các bạn làm cái gì thì tâm các bạn phải thoải mái. Còn nếu bạn làm cái kiểu là từ thôi nói chỉ là tôi trả cho đây mà tâm mình không thoải mái, thì sau này cái mối quan hệ anh em rất là khó để hàn gắn với nhau. Và tôi nghĩ anh em nên ngồi với nhau, có thể là mỗi người chịu thiệt một chút, để rồi cái tình cảm anh em mới là cái quan trọng nhất, cái quý giá nhất. Bởi vì làm gì thì làm, anh em mới là những người cuối cùng còn lại bên nhau đến suốt cuộc đời này, cùng với vợ chồng con cái với nhau. Dạ thưa chuyên gia, trong trường hợp tụi nhỏ nó mượn tiền nhau, hoặc là sau này tụi nó mượn về tiền vợ chồng tôi, thì vợ chồng tôi phải làm cách nào cho nó rõ ràng minh bạch đây hả chuyên gia? Cái câu chuyện là gì? Đó là đây là sự trắng đen trong câu chuyện quyền lợi của các con thôi. Còn lại cái tình cảm thì nó vẫn là như vậy. Và đối với cha mẹ thì là càng khó hơn. Khi mà nếu mình làm thẳng như vậy thì các con sẽ bảo là ô cha mẹ có tuổi rồi, cũng đâu có cần phải xài nhiều tiền, cũng đâu cần nhiều tài sản, tại sao lại như vậy? Nhưng ta phải làm cho các con hiểu là nếu một mai cha mẹ không còn nữa, nếu con yêu thương nhau thì không sao, các con tôn trọng thương yêu nhau như những gì ba mẹ đã dạy không sao. Nhưng ta phải lường trước tình huống, bởi vì cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ anh chị em trong nhà tôi cả, nhưng tôi vẫn luôn nói với mẹ tôi rằng là câu chuyện đó phải rõ ràng và thẳng thắn ngay từ khi mẹ còn, để khi sau khi mẹ một mai kia nếu mẹ không còn nữa, đối với con cuộc đời mà sẽ rất là mất mát khi không còn mẹ, nhưng sẽ mất mát hơn con lại mất luôn cả những người anh em của mình. Nên tôi nghĩ là bác đã có câu trả lời cho chính gia đình của mình và cho chính câu chuyện của mình rồi. Dạ dạ cảm ơn chuyên gia. Dạ hey. Ba mà biết như vậy á, hồi đó ba biểu han cho tụi bay á làm giấy tờ giấy tay đó, để sau này có cái giấy tờ giấy tay đó rõ ràng, không chối cãi nhau được. Con cũng đâu nghĩ là rách rối gì đâu ba, nghĩ anh em trong nhà nhau không mà mình tin tưởng nhau được rồi. Còn cái chuyện mà con nợ anh hai á thì con đã trả rồi, mà con khẳng định ba luôn, con đã trả 80 triệu rồi, dù có thiếu con chỉ thiếu 20 triệu thôi. Lúc đó ba còn ngồi đó ba thấy đó, bây giờ ba ráng nhớ lại con đi ba. Nói chung thì ba cũng ráng, ba nhớ lắm. Dạ. Nhưng mà ba nhớ là lúc đó là hình như con có trả. Đúng không ba, con có trả đúng không? Mà hình như không có. Trời ba. Hả? Trời ba ráng nhớ con đi, ba 80 triệu lần á mà cứ lẫn lộn rồi chết con rồi. 80, tao tưởng 8 ngàn. Ba má thấy chưa, thấy chưa? Anh nói anh là đàn ông, anh là làm anh đó, vậy mà giận, mà giận dài, giận xuyên suốt, giận dai. Đàn ông nào kỳ vậy? Đàn ông mà hết lẫy tới giận còn nhắc tới nhắc lui kỳ vậy? Ủa tức cười quá hả? Tiền bạc mà đồng tiền nó dính liền nấm ruột, em hiểu không?